chào bạn đến Giang Trần Cà Mau bạn. Hôm nay đi mau đi mau chơi bạn, đi mau khám bệnh cho con. Sẵn vô siêu thị luôn bạn. Giờ quá trời hàng trái cây bạn. Mình có không chứ. Mua gì cũng có. Đi tiếp bạn. Trái cherry bạn. Trái cherry. Rồi sức mẹ ơi. Chứ chơi ghê bạn. Bánh mà. Quá trời bánh luôn. Bánh quá trời bánh. Về cho mua đi. Ngon không? Nước mê cái chịu ăn không? Mua đi. Mua đi đi chỗ khác. Mưa mua bánh thì dưới chành nhép chứ hả? Trái cây bà. Hàng bông luôn nè em ơi. Này hoa quả trái cây nữa. Sữa chua với bơ rồi bạn. Còn này rau quả củ ướp lạnh rồi. Đây hải sản nè, cá tươi sống. Chẳng hạn này, hàng cá không lạnh mà có giá luôn.
rồi đi tiếp bạn ơi. Đây là cây bạn. Bánh mà bánh ký giá cũng rẻ rồi. Tục bán rượu uống à. Quá trời rượu ngoại luôn. Đủ loại có bán hàng. Đây là nó không trôi phim nha bạn. Quá trời rượu. Rượu van, Pepsi. Rượu van nhiều. Đây có tủ có bách can. Cái thùng uống nước, cái thùng nước này bánh như thức uống. Đây là uống. Đây mình đi siêu thị quay bạn nha, xem như thế bạn. Quay nhiều quá này tao cũng chọn rồi. Vậy bạn clip sau nha.